Chào mọi người, mình là Anh Thư, chuyên phân phối thuốc bắc tái tạo da Aloha Beauty. Thì cái thời gian vừa qua Thư nhận được khá là nhiều cái phản hồi từ các chị em, mà không những các chị em nữa mà còn các anh nữa, về những cái vấn đề liên quan đến cái quá trình tái tạo da bằng tinh chất tái tạo Aloha. Thực sự là mà nói không phải là chỉ mỗi Aloha, mà cũng có rất là nhiều chị dùng ở sản phẩm của nhãn khác, nhưng mà do là có thể là do bạn bè giới thiệu, chỉ nhờ mua giùm, hoặc là do người bán không có theo dõi sát, cho nên là mọi người cũng hơi bị bối rối trong cái quá trình xài và cũng có tìm đến Thư. Thì Thư có một chút lưu ý nhỏ nhỏ về cái vấn đề mà cần Thư tư vấn. Thì nếu như mà muốn Thư tư vấn nhanh chóng gọn lẹ thì có thể là add Zalo Facebook của Thư thông qua số điện thoại 0778852855, hoặc là số điện thoại 0938658756. Và nhanh nhất là mình có thể inbox cái Facebook cũng như là fanpage của Thư, luôn để ở cái phần mô tả. Và cái lý do vì sao hôm nay Thư làm cái video này, tại vì mọi người cũng biết là thời điểm này, ngày 6 tháng 12, chỉ còn đúng 2 tháng nữa là đến Tết. Và cái nhu cầu làm đẹp của mọi người tăng rất là cao, không những các chị, các em, các cô, các gì mà còn các anh nữa. Và có một cái câu hỏi mà Thư nhận được rất là nhiều từ mọi người là liệu 2 tháng có đủ để mà em tái tạo, để mà đón Tết được hay không? Thì với cái câu hỏi này Thư sẽ có hai câu trả lời nha, dành cho hai trường hợp. Thứ nhất là đối với những chị em da chỉ bị những cái vấn đề gọi là nhẹ thôi, chẳng hạn như là nám tàn nhang nhẹ, hoặc là hơi mụn ẩn, rồi lỗ chân lông nó to, mụn đậu đen, mụn cám và da sạm không đều màu, đang muốn tái tạo một làn da hoàn toàn mới để đón Tết. Và cái Tết này đối với chị á, mấy chị là nhan sắc mình rất là quan trọng, giống như là mấy chị đi kiểu như đi làm ăn xa đó, một năm mới về quê được một lần, thì lần này về quê là mình phải mình gặp lại chồng nè chẳng hạn, hay là mình gặp họ hàng, bà con, gặp bạn bè, rồi có khi gặp người yêu cũ nữa, mình phải làm sao cho mà lúc nào cũng độc đẹp nè, cũng lộng lẫy. Thì cái trường hợp này thì Thư không chắc về 2 tháng nha. Vì á, da mình á, khi mà tái tạo á, dù ngắn hay dài thì nó cũng sẽ trải qua rất là nhiều giai đoạn, từ sưng đỏ cho đến sạm, sạm rồi đẩy mụn, rồi nó khô, nó căng, nó nhăn rồi nó mới bong. Thì 2 tháng đó Thư chỉ dám đảm bảo là da của các chị nó sẽ sáng màu hơn chút xíu thôi, chứ còn mà tái tạo hoàn toàn chưa, tại vì một liệu trình hoàn chỉnh là sẽ từ 2 đến 4 tháng. Và 2 tháng đó muốn nhanh, thế nên những cái chị mà muốn chắc chắn á, thì các chị nên suy nghĩ, nên cân nhắc là 2 tháng mình phải siêng năng xong nè, mình dùng bột rửa mặt nè, một ngày mình thoa tới 3-4 lần, rồi mình sử dụng các cái tuyệt chiêu mà trong cái video clip của Thư á, cái video clip mà các bí kíp để bong da nhanh á, thì á, 2 tháng da các chị nó sẽ mởn, sẽ nõn ra và chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn cái hiện trạng da bây giờ. Và ví dụ mà nó chưa được hoàn hảo 100% á, thì đơn giản lắm, mình nghỉ Tết có tuần 10 ngày chứ nhiêu, rồi mình nghỉ xong mình vô mình lại làm tiếp để cho nó hoàn thiện cái quá trình tái tạo làn da mới. Thì đó là những cái chia sẻ cho những chị mà quá quan trọng cái nhan sắc của mình vào ngày Tết á. Còn bình thường thì xin lỗi, ví dụ như Thư nè, trời ơi 2 tháng, trời tôi cứ xông nhiều, tôi cứ bôi nhiều những cái chỗ mà thâm nám mà tôi cần đẹp á, thì 2 tháng chắc chắn là da sẽ đỡ hơn. Và ví dụ mà nó có xui, nó còn bong thì kệ nó bong có chút xíu có sao đâu, mình chỉ cần xông hơi rồi mình kỳ sạch là nó hết. Còn ai mà muốn làn da hoàn hảo như em bé, và bác Thư cam kết là em trong 2 tháng này chị có đẹp kịp đón Tết không, có nõn nà không, rồi chị mới chịu mua, thì Thư sẽ không cam kết điều đó. Bởi vì mỗi chất da mỗi khác, Thư không phải là thánh để phán là da của chị 2 tháng là đẹp, da của chị 3 tháng là đẹp, không bao giờ có chuyện đó. Tùy chất da và tùy cái cách sử dụng thuốc, sử dụng các cái sản phẩm hỗ trợ một cách hợp lý thì nó sẽ nhanh hay là chậm là tùy chị thôi. Còn trường hợp thứ hai nha, là đối với những bạn còn lại á, là những bạn mụn xấu, mụn nám tàn nhang nặng, và các bạn cũng không quá quan trọng là việc nhan sắc ngày Tết. Mấy bạn chỉ hơi sợ là liệu nó có quá xấu xí để mà người ta dị nghị rồi nhìn nó hơi bị kỳ hay không, thì trường hợp này các bạn cũng không nên lo. Đối với những bạn bị mụn, thì một khi mình đã có mụn trên da, phát hiện ra là phải chữa trị ngay lập tức,
chứ đừng bao giờ để lâu, bởi vì cái mụn mà trên da lâu nó sẽ gây viêm nhiễm và tạo cái ổ vi khuẩn đó, nó sẽ phát triển ra, và không những mụn cũ nó còn mụn mới nữa, nó sẽ sinh ra. Chưa kể nha, cái mụn đó có thể do môi trường các bạn ngày qua ngày các bạn không có rửa sạch nè, không có vệ sinh hợp lý thì nó sẽ sinh ra mụn mới là do môi trường. Thứ hai nữa, chưa kể cái cơ địa, cái nội tiết của bạn lại mọc thêm cái mụn mới lần nữa, là mụn cũ ra mụn mới rồi lại mụn nội tiết mới lần nữa, để biết bao nhiêu cái loại mụn trên da. Trị đi, tại vì á, Thư có rất là nhiều trường hợp khách da hợp thuốc á, mấy bạn chỉ xài có 5 ngày thôi, mụn cơ địa nha, 6-7 năm 5 ngày xài từ mụn bọc, mụn viêm, cục đỏ luôn, đúng 5 ngày nó sổ ra, nó hết sạch đó. Rồi những trường hợp còn lại á, thì các bạn sẽ mất 1 tháng đến tháng rưỡi, nhưng mà yên tâm đi, 2 tháng sau gần Tết thì da bạn thể nào cũng sẽ đỡ hơn hiện tại. Đừng bao giờ nghĩ là mình xấu hơn, mấy bạn nghĩ là có thể xấu hơn được nữa hả? Bây giờ bạn đẹp quá hả, đúng không? Mình đã xấu rồi, không cần sợ gì hết. Rồi những cái trường hợp mà sưng thì mấy bạn sợ nhất là sưng, nhưng mà sưng nó không có diễn ra xuyên suốt quá trình, nó chỉ diễn ra cái thời gian đầu thôi, tuần đầu, 2 tuần đầu, 3 tuần đầu là cùng. Những cái da nhiễm corticoid nặng thì nó sẽ sưng và chảy dịch liên tục, còn các bạn khác thì nó chỉ đỏ đỏ rồi nó khô, nó bong, mọi thứ biểu hiện đều hết sức là dễ nhìn chứ không gì quá ghê gớm. Mà nói về cái vụ mà quan trọng cái trang sắc ngày Tết á, thì tôi thấy nó cũng hơi khác biệt ở vùng miền. Ví dụ như dân miền Nam mình nè, thì nhiều chị em cứ mong tới Tết để mà được xài tái tạo, tại vì Tết mình được nghỉ lâu, mình sợ đi làm người ta thấy xấu. Tết ở nhà hay là đi chơi cũng toàn là bạn bè thân luôn không mà, người quen trong nhà mà kệ nó xấu làm sao. Một số chị ở vùng khác á, thì lại cái tư tưởng khác, rất là mong tới Tết. Tết là cái dịp mình phải hoàn hảo nhất, một dịp quan trọng nhất. Rồi và hiện tại á, thì cái mùa này ở miền Nam nó cũng chưa lạnh, nhưng mà ở miền Bắc cũng khá là hanh khô rồi, cho nên các chị ở miền Bắc sẽ được cái ưu thế là thời tiết nó hanh khô khiến da của các chị rất là khô, mà cái cơ chế của thuốc này nó phải khô thì mới bong nhanh đó. Mấy chị chỉ cần sức ít thuốc thôi, nhiều khi á, hả, mình không xiên xong mà nó cũng ngấm thuốc mà nó bong vậy. Bởi vậy đó là cái ưu thế. Rồi nhớ là xem cái video mà bí kíp bông nhan của Thư nha. 2 tháng dư sức để làm đẹp, mọi loại da đều sẽ cải thiện sau 2 tháng, chứ Thư không chắc chắn là da bạn sẽ hoàn thiện liệu trình hoàn hảo. Cứ ngưng mấy ngày Tết đi rồi sau đó mình làm tiếp. Với lại các bạn yên tâm, khi các bạn tìm đến Thư, hãy chụp hình da, hãy mô tả rõ cái quá trình chăm da của mình, da mình hiện tại như thế nào, thì Thư sẽ có cái cách tư vấn phù hợp với từng cái loại sản phẩm, bởi vì bình thường có tới 3 loại lần. Những chị nào mà chấp nhận một cái liệu trình gay gắt nhưng mà được cái nhanh thì cứ dùng tinh chất tái tạo chuyên sâu. Cái loại này thì chỉ những chị nào mà da bình thường và da khỏe nha, còn da yếu quá thì sẽ không cho sử dụng. Và luôn luôn nhớ hai sản phẩm hỗ trợ. Sản phẩm hỗ trợ không phải ra chơi vậy lấy tiền chơi đâu. Xong nè, nó sẽ giúp đào thải độc tố rất là nhanh. Cái thời điểm mà mình sưng á, mình cũng có thể xong. Ví dụ như da nó không có căng tức quá thì mình có thể xong để nó đào thải độc tố nhanh hơn. Còn bột rửa mặt thì sẽ giúp tẩy tế bào chết, làm sạch sâu, làm sạch cực kỳ sâu. Cách 10 người là ai người ta xài xong người ta cũng mua sỉ để mà dùng hết á. Bản thân Thư 2 năm nay da đẹp, vẫn duy trì sử dụng bột rửa mặt. Chứ dùng sữa rửa mặt thì không quen nữa. Với lại hóa mỹ phẩm thì Thư cũng kiên cự lắm. Bây giờ chỉ sử dụng những cái gì tự nhiên thôi, do nó có cái than hoạt tính ở trong cái bột này nè, cho nên là sữa sạch rửa sạch đó. Và giá của sản phẩm bình Thư, chai tinh chất tái tạo chuyên sâu 300ml bên Thư là, xin lỗi, chai này là giá 300.000 với 100ml. Thư biết có nhiều chỗ người ta bán cái kiểu mà dung tích nhỏ nhỏ 30 30ml á, thì khách Thư chưa có ai mà sử dụng nửa chai mà đẹp hết á, nên là bên Thư sản xuất thêm một chai 100ml luôn để chị em đỡ phải đặt tới đặt lui, tốn tiền ship rồi tốn tiền sản xuất chai lọ rồi nữa. Thì một chai này có thể sử dụng được khoảng tầm 1 tháng ha. Còn cái chai phổ thông cho mọi loại da là 290, còn chai trà xanh á, dành cho da nhạy cảm, da ít muốn ít bong đỏ hay là phút lại thì là 350. Còn gói xong này là giá 80.000 một gói, có thể sử dụng 15 lần. Từ đó 15 lần là chia đúng 15 lần, có thể hơn luôn đó, mà tại vì trời ơi, mấy chị cứ nói sao ít quá vậy, chia ra có mấy sợi mấy lá, nhưng mà mấy lá thôi nó cũng đủ thơm rồi, tại vì thành phần nguyên liệu rất là xịn. Rồi đó là những cái tâm tình của Thư
Đối với những chị em mà đang còn mãi lăn tăn là 2 tháng có kịp, 2 tháng có kịp không, trời ơi kịp hết đó. Da mình nó không nõn ra thì nó cũng trắng ra rồi, nó cũng đỡ hơn hiện tại à. Trời ơi, mụn là chỉ cần 1 tuần, 2 tuần là các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt rất là lớn qua từng cái giai đoạn. 2 tháng là trung bình để có một làn da cải thiện hơn hiện tại. Rồi, mọi người nhớ nha là inbox Facebook hoặc là fanpage của Thư, đó đang chạy dòng chữ nè. Thư sẽ liên lạc lại sớm nhất khi có thể nếu như mà Thư có lỡ miss tin nhắn. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và có thể đặt hàng theo cái thông tin hiển thị tiếp theo. Cảm ơn mọi người.